Thưa cô hai, giấy gì mà dì đưa cho ba tôi đó? Dạ. Ủa, con tới nhà Hưng về đó hả? Sao không ở nhà trên cho khỏe? Con xuống đây làm gì? Con bắt chước ba đó, quan tâm tới người ăn kẻ ở trong nhà đó ba. Dạ, cô hai về đúng lúc quá. Tôi có mua cho cô hai một bọc chè mà thường ngày cô hai ăn đó. À, để tôi lên nhà trên tôi lấy ly đổ ra cho cô hai ăn nha cô hai. Khỏi cần, dì khôn khéo lắm, dì miệng lưỡi lắm. Nghe tiếng nói của dì rồi thì bọc chè này đâu có còn ngon ngọt nữa. Cô hai. Thanh, dì hai mua chè cho con mà. Sao con liền đi? Kể từ hôm nay cái gì tôi sai tôi biểu thì dì làm, tôi không sai không biểu thì dì chứ đặt tay vô để giữ đúng tông ti, cho thiên hạ nhìn vô sẽ không lầm. Ai là chủ nhân, còn ai là người ở? Có thứ hạng đàng hoàng đừng lẫn lộn trắng đen, dì nên tập dần đi cho quen. Thanh à, sao con nói chuyện khó nghe? Con đã vô tình xúc phạm người hai, từ lâu ba xem dì như thể là người nhà. Con đừng nặng lời phân biệt cho rẻ. Phải phân biệt chứ ba, chứ để lập lờ như vậy không khéo có ngày dì hai lầm tưởng mình là bà chủ trong nhà này, chừng đó thì khó ăn khó nói lắm ba. Nhưng mà ba muốn con phải kính trọng dì hai như là... Từ trước đến giờ con vẫn kính trọng dì hai đó. Con kính trọng dì hai như một người lớn tuổi. Mai mốt đây cũng vậy, miễn dì hai ở đúng vị trí của mình. Dì hai có hiểu lời tôi nói không dì hai? Dạ thưa cô, tôi hiểu. Dì mới đưa giấy gì cho ba tôi đó? Giấy mời hả dì hai? Dạ, tôi có mời gì đâu cô hai. Mời chứ sao không? Mời ba tôi làm cái việc phản bội vong hồn của má tôi. Thanh à, dì lớn tuổi rồi nên ở cho con nít nó kính nể một chút. Hạng của dì khó hưởng gia tài này lắm, dì làm mẹ ghẻ của tôi không được đâu. Chỗ của dì là ở trong xó bếp kia kìa. Trời ơi Thanh ơi, sao con hổ quá vậy Thanh? Nè, dì liệu lấy, đừng đợi tôi đuổi, dì hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu. Tôi sẽ đi cô hai ạ. Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Dì đi đi, đi cho gia đình chúng tôi yên ổn. Mà em màu ngà tóc.
tống thề nhẹ dư. Cô Xuân ca nhạc cũng hay quá chứ. cậu ba về sao không lên nhà trên? Trời, cô xú ác không? Tôi bị ông già ông Từ mà mò lên nhà trên đang ăn chỗ trà hả? Ông hầm lấy công quyển tôi làm ông điếu đó. Cậu ba nói chứ hùm dữ đâu nỡ ăn thịt con. Tôi về kỳ này rồi tôi đi luôn không về nữa. Thiệt vậy sao cậu ba? Giỡn làm gì? Cô tôi mới nói, nhưng tôi cấm cô không được tiết lộ với bất cứ ai trong nhà này nha. Dạ. Cô lấy danh dự hứa đi. Dạ tôi là người ở mướn. Cậu biểu thì... Không. Người ở hay ông chủ đều có nhân phẩm giống nhau và phải tự trọng như nhau chứ. Cảm ơn cậu ba. Cậu ba nói vậy thì như tôi đã hứa rồi đó. Nói thiệt với cô là đã 4 tháng nay tôi tự tìm phương sinh sống, cố học ở trường đời cho quen dần gian khổ. Trời, cậu làm vậy mà nhà chẳng ai hay, cứ tưởng cậu đi ham vui với bạn bè. Nói nhỏ vậy, gia đình tôi thì muốn ít ra, tôi là chức quan bé bé với người ta. Nhưng khổ nỗi tôi không làm quan nghe được, nên vô rừng tìm cách tự lập thân. Thành ra sợ ba tôi hay rồi ông mê buồn, thấy con mình không bằng được ai. Cậu ba đi bao lâu nữa cậu ba về? Ngày cô lấy chồng tôi về mừng cô. Cậu ba, cậu nói ngày tôi có chồng thì có cậu, vậy tôi cũng không giấu một lời hứa hẹn. Tôi chờ cậu về đây rồi mới tính chuyện lập gia đình. Thiệt sao Xuân? Cậu biết tôi không từng gian dối bao giờ. Trước mắt cậu thấy hình cậu bị ông dài dò ống xe, nhưng tôi lén lượm dài dãn lên như một bức tranh. Chân mày cậu như bị kem thì tôi lại thấy nét đẹp phong sương. Còn mặt cậu vẫn nho tôi tưởng chừng như chia xa cùng tôi bao nỗi đau thương trong cuộc đời làm. Thật hân hạnh cho tôi khi dưới mắt ba tôi và chỉ tôi là tên xấu xa thù tệ, còn dưới mắt của Xuân thì tôi vẫn còn nhân dáng và trọn vẹn tình người. Không phải tôi thêm gì bùng mà từ lâu rằng phải nói, nhưng tôi chỉ dám nói khi cậu sắp xa nhà. Nói được xa đây tôi cảm thấy lòng mình vơi nhẹ, tuy không có ý làm nặng bước người đi. Cậu ba ơi, tôi hiểu phận mình lắm, sống không tin định số mà tin cuộc đời. Tôi sẽ đổi mới và hoàn toàn tin tưởng cậu ba. Xuân, Xuân ơi, trong một phút trào lòng thường là chân thật nhất. Tôi đã gọi thẳng không có tiếng cô cách bức,
lòng vốn bỡ ngỡ từ lâu. Tôi không nặng bước như xuân tưởng đâu, mà chân sẽ nhẹ hơn đường sẽ ngắn lại. Lần này nãy giờ mãi nói chuyện mà quên Phức, dì hai đâu không thấy về cô Xuân? Dạ, dì hai đi chợ mua vali. Nói tới vali mới nhớ, cô Xuân cảm phiền ra chợ mua hộ cho tôi một cái cặp táp, kế đó ghé nhà thuốc rác mua một hộp camin thứ 12 viên á, làm phước giùm tôi sau này có con thi kỳ nào đậu kỳ nấy, chứ không có rớt lia lịa như tôi vậy. Tấn, mày về nhà sao không lên nhà trên vậy? Lên ăn trộm hay lên làm chi? Chứ mày không ăn trộm thì lén lút làm chi? Ba mới tống cổ tôi hồi sáng này mà chị cũng đổi thái độ nhanh quá vậy. Chị hai, hồi trước tới giờ chị đâu có làm vậy. Hồi trước tới giờ mày có ăn nói vô phép vô tắc như hồi sáng mai này không? À, té ra chị bên ông chồng tương lai của chị mà chị ghét tôi à? Anh Hưng có hạnh phúc quá chứ. Không phải Bình, nhưng tao không muốn thấy một đứa em ngỗ nghịch như mày. Chị muốn thấy hay không cũng không kịp nữa, vì tôi đã trót ra đời rồi. Có chị không muốn gặp tôi nữa thì quả mai. Điều này tôi có thể giúp chị được. Ba mà còn không nhìn tôi thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi với chị cũng như người dưng nước lã, chứ không ăn thua gì chị à. Chị hiểu câu nói của tôi không? Mày nói cao siêu quá. Không cao siêu đâu chị hai. Sở dĩ tôi còn trở về đây là vì tôi chuẩn bị một cuộc giã từ vĩnh viễn. Xin chị vui lòng mở cửa phòng để cho tôi được lấy những thư từ sách vở cùng với tấm hình của ba má chụp chung với chị em mình thời tuổi thơ, để trên bước đường xa em cùng ấm dạ phong sương bằng hơi ấm thắm tên. Tôi sẽ tập sống tự lập thân, không còn nương tựa gia đình. Chỉ với ba đều không chịu hiểu tâm sự thằng con trai lỡ dần. Nó cũng thầm đảo vì sự nghiệp chẳng ra chi. Tôi bây giờ lỡ thầy, lỡ thở, lỡ cu ly. Tôi nhất quyết đi xa, không thành danh, không trở lại. Đáng lẽ tôi âm thầm ra đi không cần nói, nhưng muốn chị yên tâm mà nghe lời cay đắng lúc chia ly. Thôi được rồi, mày muốn vô lấy gì thì lấy đi. Trừ ra... Trừ ra cái gì? Trừ ra cái gia tài này thì đừng lấy, phải không chị hai? Chị hai yên tâm. Tôi nói thật tình, không hờn giận gì đâu. Ngày nào ba trăm tuổi, chỉ nói ba đừng dành gia sản cho tôi. Dành hết cho chị đi. Mày đừng có ăn nói ngang tàng. Cần chi giành giật, tao thừa sức nuôi thân chẳng kém hèn. Lời em thật là tỉnh táo, vì mong gì
gì trở lại gia trung. Điều quan trọng em muốn nhắc chị chớ quên là khi chị đã êm ấm gia đình, chị đừng quên gì hai cô công mâm sữa. Chị đừng coi thường khinh rẻ tôi. Thằng Tấn học dở thi rớt, chứ nó không ăn nói nhiều lời. Thôi, sách vở gì thì lên lấy đi, đừng có lộn xộn. Chị cứ lên trước đi, tôi phải đi nhờ vị cứu tinh của tôi mới được. Ai là vị cứu tinh của em? Thì của Xuân đó. Lâu nay đồ đạc của tôi do cổ thu xếp, ba giận ba đòi xé đốt thì cổ đem giấu giùm tôi. Bây giờ không có cổ thì tôi không biết đường đâu mà kiếm nữa. Vậy thì đi lẹ lên đi, phiền phức quá. Trời ơi, từ hồi nào giờ tôi đâu có biết. Cô Xuân hát hay quá trời. Nè, làm ca sĩ được đó nghe. Lúc này mà cậu còn đùa vui được hay sao? Sao lại không được. Cô cũng thấy có những lần ba tôi vác cây rượt tôi chạy có cờ, mà tôi cũng cười như thường, có sao đâu. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó cậu chạy ra rồi đợi ông vui giận cậu chạy vô, bây giờ cậu ra đi không có ai rượt hết á, mà biết bao giờ cậu quay trở lại. Cô nói vậy là sao? Hồi nãy tôi đứng ngoài cửa bếp tôi nghe hết rồi, cậu đừng giấu tôi nữa. Như vậy tôi đi xuống cũng buồn lắm hả? Tôi không biết, nhưng mà nghe nói cậu đi thì thấy trong lòng mình lạ lắm. Như có cái gì mất mát ở tâm tư, và nghe như say sức ở trong lòng khi nghĩ đến ngày mai. Không còn nghe được những hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầm kinh gia đình, chắc Xuân không hiểu hết được đâu. Phải, chuyện trong nhà này tôi không hiểu hết. Và những chuyện cậu nói với cô hai thì có chuyện tôi hiểu, có chuyện không. Nhưng tôi biết chuyện đúng sai khi ông phiền dân la rầy. Quyết nhục bồ lão tình nghĩa đông đầy. Cậu ăn học kiểu gì mà ba lần đi sớm, có thương cậu thì ông mới vợ mắng cho cậu nhân thân. Có mình cậu là trai nên ông đặt hết lòng tin, mà cậu thì luôn làm ông thất vọng. Sao cậu không tự mình cố gắng để không phụ lòng tin của đức sanh thành? Tôi cũng biết vậy, nhưng sao ba tôi không nghĩ rằng đâu phải ai ăn học cũng được công danh thành đạt. Tại sao cứ phải ép buộc tôi phải làm theo sở thích của ba tôi chứ? Vì ông muốn cậu có một tương lai vững chắc, muốn con đường học vấn đề tiên thân. Tôi dốt nát nên chấp nhận đời ở đâu, cũng tại tôi nghèo nên ăn học chẳng bằng ai. Ông càng tự hào cho thành tích của cô ấy thì lại càng tuyệt vọng cho sự bất tài của cậu. Theo tôi thì cậu đừng nên buồn dân, mà hãy hiểu cho lòng dạ của cha mình. Cậu đừng gàn bướng, mà cậu phải lựa lời cho hiểu được tâm lòng của cậu. Thì tôi nghĩ rằng ông sẽ sẵn sàng giúp cậu một con đường đi tìm kiếm tương lai. Hồi đó giờ, sao cô không nói điều đó với tôi? Kẻ ăn người ở lại dốt nát như tôi thì làm sao dám nói. Vậy sao bây giờ cô lại nói? Tại vì đây tôi sợ cậu đi luôn không về nữa. Tôi hiểu lòng của Xuân lắm, nhưng Xuân đừng lo. Tôi có đi đâu, cô làm gì thì tôi vẫn nhớ đây là nhà của tôi. Tôi vẫn nhớ ba tôi, và tôi luôn nhớ Xuân là người bạn mà tôi thương, tôi mến. Tôi hứa sẽ nên người trong những tháng năm tự lập, và lúc đó tôi lại sẽ trở về thăm ba tôi và thăm Xuân. Xuân chịu không? Tôi đâu có quyền nói chịu hay không chứ. Đừng có phụng phịu như vậy. Bây giờ Xuân giúp tôi tìm một số sách vở, để không ba tôi về tới thì khổ cho tôi lắm. Xuân chịu giúp tôi không nè? Giúp thì giúp, nhưng mà buồn lắm đó. Trời ơi, nhà của người ta, ông tới lui hoài, rủi có bề gì thì làm sao? Bề gì? Người ta muốn làm khổ mình lúc nào cũng được, chứ bề gì? Làm khổ à? Nếu muốn chém tôi thì người ta phải cầm dao bằng cán chứ. Nhưng cán thì tôi đã nắm rồi, thì họ chém được ai mà sợ. Hình như bà khóc phải không? Ông hỏi làm cái gì? Má con Thanh. Ông đừng kêu tôi như vậy. Ông về đi.
Có phải ngày xưa tôi phụ bạc em đâu mà em cố chấp. Tôi bị tù tội, bị đày ải phải xa vợ xa con. Đến chừng gặp dịp trở lại xóm làng hỏi thăm thì không ai biết tin tức của mẹ con em. Tôi đâu có quyền giận ông. Ngày ông mắc phải tội tình, tôi phải bao bọc nuôi cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, và còn bận biểu con thơ. Và để thoát cơn nguy, bây giờ tôi là người ở mướn. Mọi sự đã an bài rồi, ông còn làm cho tôi rối rắm làm chi? An bài rồi sao? Tôi không muốn thấy sự an bài của hỗn loạn, một sự an bài vô luân lý mà những người biết chuyện đã đồng lõa với nhau để lừa dối một đứa trẻ. Sự lừa dối dù kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể biến thành sự thật được. Dầu không thành sự thật đi nữa, cách lừa dối đó vẫn có ích lợi, làm cho con tôi sung sướng, mà tôi cũng được hài lòng. Sự hài lòng đó có toàn vẹn hay không? Nếu em nói là toàn vẹn, tôi sẽ câm miệng và bước ra khỏi nhà này ngay. Em trả lời một cách thành thật đi. Tại sao em không nói? Tại sao em im lặng? Như vậy tức là sự hài lòng của em đã được nuôi tươi thắm bằng nước mắt. Và trong những đêm khuya em đã khóc âm thầm. Thà tôi là một kẻ khốn nạn, cho con tôi được hạnh phúc hoàn toàn. Không ai giữ được cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đóa hoa thơm ngát đã sống nhờ một loại phân bón thối tha. Không phải tôi cố tình mạt sát sự đau khổ của em, nhưng sự đau khổ đó không nên để kéo dài thêm nữa. Khi đứa con đã trưởng thành và biết trong tình mẫu tử, chính vì nó đã trưởng thành nói ra sự thật, cho dù sự thật đó có làm cho nó khổ đau và ân hận, nhưng sự thật đau khổ đó lại rất cần thiết cho con nó biến cải tâm hồn. Tôi nói ra thì cả hai mẹ con đều đau khổ, nên tôi phải im lặng để chịu đau khổ riêng mình.
với những lời nói phũ phàng và thái độ rẻ khinh tôi. Lương tâm nó sẽ bị dài dò cắn rứt, thì cha mẹ nào lại muốn cho con phải mang cái ám ảnh tội lỗi trong lòng. Khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc bên cạnh chồng con, em đã thương con một cách mù quáng vô cùng. Đó là em dung dưỡng cho con tội lỗi chất chồng. Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô cho nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó sẽ làm cho nó tự thấy mình khôn ngoan và hiểu biết, có thể chỉ huy tất cả những người thất học ở chung quanh. Và trong những người thất học kia có cả cha mẹ nó nữa, mà nó nào biết nào hay. Em đừng nên tiếp tục hiểu sai lòng hy sinh người mẹ, và em không có quyền toa đập với nền giáo dục xấu xa tồi bại của gia đình này, để cho nó phạm tội bất kính với cha mẹ, dầu chỉ là phạm tội vô tình. Những lời nói đó không an ủi được sự nghèo khổ của một người mẹ tôi đòi. Hơn nữa, ông không có quyền gì buộc tội con Thanh phải thay đổi tánh tình. Sao lại không? Nó là giọt máu của tôi mà. Nhưng giọt máu đó đã trưởng thành nhờ tình thương của người ta. Má con Thanh à, đừng. Tôi chỉ dùng 3 tiếng má con Thanh để gọi em lần chót này thôi. Má con Thanh, tôi tới đây không có chút giả tâm nào hết, Mà chỉ muốn khuyên em phải đòi lại cái quyền làm mẹ. Nhưng tôi cam bất lực, tôi thì mai sao con Thanh nó hiểu ra. Em cứ nói là ba nó đã chết rồi, làm gì đó dì Hai? Dạ, tôi ủi quần áo. Ai không biết? Nhưng tôi muốn hỏi dì ủi cái gì? Ủi cho ai? Dạ, từ trước tới giờ tôi chỉ ủi quần áo cho ông với cô, chứ đâu có ủi cho ai khác đâu cô. Nhưng tôi đã biểu dì đi đi, sao dì còn kiếm chuyện nấn ná hoài vậy? Chết, nhăn áo của cô hết rồi cô Hai à. Không cần ủi nữa. Tôi biết mà, tôi dư biết trong bụng dì muốn gì rồi. Ba tôi lánh mặt cho dì đi đó, ổng không về đâu mà dì chờ. Dạ, không phải tôi cố ý chờ ông nhà đó cô Hai à. Cô nói oan cho tôi tội nghiệp. Dì đừng buộc tôi nói nhiều. Tôi nói nhiều rồi dì mắc cỡ dì chịu à? Ba tôi đã nói thật với tôi hết rồi.
Dạ, cô không nói tôi cũng tự xấu hổ trong lương tâm lắm rồi cô hai à. Tôi định ủi hết lượt đồ này cho cô rồi, tôi đi cũng không muộn. Còn gì nữa mà chưa muộn? Má tôi mất 7 năm rồi. Trong 7 năm đó dì đã hưởng biết bao nhiêu là sự âu yếm, còn tiếc rẻ gì nữa. Dì hai, tôi nói cho dì biết, lớn tuổi rồi sanh đẻ khó lắm, không phải như lúc dì còn trẻ đâu. Dì hiểu chưa? Dạ, cô nói ít, tôi hiểu nhiều. Dạ thôi, để tôi đi. Làm gì mà lục đục ở ngoài bếp vậy em? Thôi, lên nhà trên đi. Cho em nói chuyện với dì hai một chút xíu mà. Tôi sửa soạn đi thiệt mà cô hai. Cô lên nhà trên với Dượng hai đây đi cô. Bà Vú đi đâu? Dạ thưa, tôi nghỉ Dượng hai à. Dì hai nghỉ ở đây rồi đi đâu? Có con cái gì ở dưới quê không? Dạ, hồi đó sanh một lần nhưng mà nuôi không được. Tội nghiệp không. Con trai hay con gái vậy dì? Dạ, con gái. Tôi được ông bà đây mướn nuôi vú cho cô hai. Nói quá ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô hai như là con đẻ vậy. Tôi cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy cô hai à. Rồi một ngày kia cô hai sẽ thành gia thất, cùng với Dượng hai đây có một mụn con. Khi bồng đứa trẻ sơ sinh nằm trong lòng, tia mắt hồn nhiên cũng thấm trầm tình mẫu tử. Đó là nói những bà mẹ ngày nay thường nuôi con bằng sữa bò, sữa bú. Hôn chi thuở xuân xanh tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngọt cho tấm thân đã tiều tụy khô căng. Lầm lẫn tình cảm của một bà vú với tình cảm của một bà mẹ. Không bao giờ tôi lầm lẫn cô hai à. Nhưng phần tôi vô phước, sanh con mà không nuôi được, nên đối xử với cô tôi phải tự nhủ.
cái sàn cho cô luộc cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén giật cô ra giường cho bú lại. Cô hai à, có người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình mà chịu cực khổ làm chi. Bây giờ dì hai còn người thân nào hay không? Nghỉ ở đây rồi dì về xứ hay là làm chỗ khác? Cũng ở Sài Gòn này. Quê của dì hai ở đâu vậy? Anh hỏi sao mà hỏi đủ thứ à? Dì biết trả lời làm sao? Cô với Dượng hai cứ hỏi đi, hỏi cho thiệt nhiều để tôi có hân hạnh trả lời lần sau cho. Tôi đi rồi biết bao giờ gặp mặt nữa đây. Sẵn dịp này tôi cầu chúc cho cô với Dượng hai trăm năm hạnh phúc. Nhớ hồi chạy loạn trên chiếc tam bàn trôi nổi tạng cư, cô thường bám bẻ với tôi rằng: Vũ ơi, Vũ phải ở với Thanh hoài nghe Vũ. Tôi hớn hở trả lời: Vũ ở với con cho tôi già trời. Lời hứa của chị Vũ trẻ trung đã bị thời gian cuốn trọn đi rồi. Chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy nè? Dì hai dĩ xin nghỉ. Cậu làm sao vậy? Ai? Làm sao nghỉ vậy dì hai? Dạ, tại tôi muốn nghỉ cậu ba. Dì tưởng tôi còn con nít sao mà nói vậy? Tôi hiểu hết mà. Không bao giờ tự dì mà dì nghỉ việc ở đây. Vậy thì tại ai? Tại ai đây nè? Tại ai mày hạch chi? Tại tao đó. Tao đuổi dì là tại dì. Tôi lại cô hai mà cô hai. Bộ dì biết tôi không còn ở đây nữa rồi dì nghĩ chứ gì? Nhà này rốt cuộc bị đuổi hết à? Hồi nãy nghe cô Xuân nói dì đi mua vali, tôi không về dì sửa soạn đi chứ. Nè, dì ra chợ biểu cô Xuân mua cặp táp cho tôi rồi về lẹ lẹ, tôi cần lắm. Đi liền đi, cảm phiền nghe dì hai. Dì nói tôi tính cưới cổ, mà mỗi lần đi chợ cổ đi như vậy, chồng ở nhà ghen teo ruột hết còn gì. Nói tầm bậy mày ơi. Bà đi thì để cho bà đi cho rồi, mày còn sai biểu gì cho lòng vòng thêm. Thôi thôi em, mình lên nhà trên nói chuyện đi em. Tôi bị ông già đuổi rồi, nói chuyện nhà dưới này, rủi ông về tôi rút lui cho tiện. Anh có lên á thì lên đi. Cậu không lên trển biểu tôi lên. Vậy thì ở đây. Chị hai, sao chị đuổi dì hai? Mày biết gì chuyện trong nhà mà hỏi lôi thôi vậy? Không có chuyện gì trong nhà này mà tôi không biết. Biết tới những chuyện mà chị hai chưa biết nữa kìa. Em tài quá ha. Em biết tại sao mà chị đuổi dì hai không? Biết. Tại sao? Tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị là một người ích kỷ, một đứa con bất hiếu. Thằng khốn nạn, mày đừng hỗn. Tao chờ ba về đây, tao mét lại cho mày coi.
Mày không biết chi đến chuyện trong nhà này. Có phải anh nói cho chị hai tôi biết về tin đồn bà tôi sắp cưới chị hai? Phải, tôi nói lại với Thanh đó. Đó là chuyện riêng của ông già tôi, anh can thiệp vào đó có ích lợi gì đâu. Và chắc thì chuyện kia đúng với tin đồn, nhưng ba chịu thiệt là tin đồn đó sai đâu. Xin lỗi, có phải bác tám ba của anh không bằng lòng lắm khi biết được cái tin đó phải không? Phải. Còn anh? Tôi cũng vậy chứ. Cảm ơn anh. Chị hai à, má mất 7 năm nay, tôi bị sa thải khỏi gia đình, còn chị sắp thành gia thất, nghĩa là chị phải theo chồng. Mày vô đề gấp đi. Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều rời khỏi căn nhà này, chỉ trừ một mình ba. Rồi đây, những kỷ niệm vui buồn của một quãng đường đời đang ngã bóng sẽ làm cho ba cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chị đang sống trong hạnh phúc, chị hãy nhớ tới cảnh hiu quạnh của ba. Nếu chị không chia sẻ được điều gì thì chị không có quyền làm cho ổng mất đi một nguồn an ngồi sao cùng với tuổi già. Nhìn sao trước quanh hiu, thiếu gì khách ba tìm an ủi để cho ba vui. Tấn à, tiền bạc xe nhưng nếu ba muốn vô phòng trà họp đêm thì sao? Chị thử tưởng tượng một ông già 50 dung tiền ra để mua lại những giờ vui vẻ trẻ trung tạm bỡ. Trong những thời khắc tạm bỡ đó, người ta sẽ có những hành động xả láng của thời trai trẻ xuân căng. Là kẻ bàng quang, chị sẽ hưng bế như thế nào? Cho dù ba có bệnh tay sống cuộc đời như vậy thì sức yếu tuổi già có ngày bệnh hoạn chứ không sao. Dầu cho bác có muốn qua ngoại bất trị bệnh tôi cũng lo xong mà. Còn nếu tôi bệnh, muốn qua trị bệnh ở Congo, anh có lo nổi không? Xin lỗi, tôi nhắc lại chỉ là ý kiến của riêng tôi đối với chị tôi thôi. Quên, vậy thì tôi xin rút ý kiến. Thôi, xin cảm ơn anh. Chị hai à, ba bệnh ít thì không nói chi, chẳng may ổng liệt giường liệt chiếu, ai kề cận để săn sóc ổng đây? Chị đồng ý với em, nhưng ít ra nếu ba muốn tục quyền, ba phải tìm một người khác chứ. Tại sao phải người khác mà không phải người này? Tôi thấy dì hai rất xứng đáng thay thế cho má. Tôi biết chuyện đó trước chị, nhưng tôi vẫn yên lặng để ba tự nhiên tiến tới. Cậu cho phép tôi nói, dầu sao thì dì hai cũng là người ở. Cậu đồng ý vậy không? Anh cứ nói tiếp. Còn bác ở nhà là người có tên tuổi trên thương trường. Dĩ nhiên. Và chúng tôi... Xin lỗi, anh và bác Tám lo ngại vấn đề danh giá phải không? Chứ sao? Anh lo ngại phải lắm. Nhưng nếu ba tôi đã cưới dì hai ở vú này, hay là cưới một người đi ở mướn nào đó về làm vợ lâu rồi, trước khi anh xin cưới chị hai tôi thì sao? Thì không lẽ vì sợ thương tổn danh giá của bác Tám và anh mà anh xúi chị tôi bắt buộc ba tôi phải bỏ vợ sao? Hả? Đó là cậu ví dụ thôi, còn đây là chuyện thật cho nên chúng tôi phải... Xin lỗi, anh và bác ở đẳng, tôi miễn bàn.
Còn chị, chị 25 tuổi rồi, chứ còn bắt buộc ba phải hy sinh hạnh phúc cho chị sao? Con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai? Nhưng mà chính ba đã chấp thuận ý kiến của chị, cho dì hai nghỉ việc. Em đừng buộc tội chị. Nếu ba bằng lòng cho dì hai nghỉ việc, thì ba cũng là... Mày thuyết pháp cái gì đó cái thằng ngu Mai Dương? Hưng lại chơi sao không lên nhà trên cháu? Dạ, sẵn nói chuyện với cậu ba, cho nên cháu ngồi luôn ở đây. Dạ, thôi, chào bác, con về. Anh về nghe Thanh. Tấn, mày coi lời nói của tao là cái gì mày? Tao không nhìn mày là con, nhưng mà mày phải biết tao là ba của mày chứ. Gì đó, gì trên tay đó, ai cho mày về đây lục soát? Tao đã cấm rồi, không có cái gì ở nhà này là của mày hết. Mở ra tao coi. Cái gì đó đưa tao coi. Không có gì đâu ba à. Tao biểu mày bỏ cái gói đó xuống, mở ra cho tao coi. À, mày tính đem hình của tao với má mày đi đâu? Đem đi lập bàn thờ trù hả? Nè, trừ thư từ riêng của mày, mày không quyền động tới bất cứ một cái món gì ở trong nhà này nữa, nghe chưa? Thằng trời đánh! Ba không nhìn con là con của ba thôi. Ba hãy hủy bỏ tất cả những gì thuộc về con, dính dáng đến con. Nhưng ba đã dạy là dẫu ba không cho nhìn đi nữa, con cũng phải biết ba là ba của con chứ. Vậy sao ba cầm con mang bức ảnh vô tri kia đi làm nguồn an nguôi, trong khi con đã bị người thân xua đuổi ra khỏi công thâm tình? Thiệt tình con có làm cho ba xấu hổ vì bỏ ăn học chẳng nên thân? Không phải con đổ thừa học tài thi mang, ba nghĩ coi cách bằng ai không muốn. Muốn làm chi một cuộc sống trắng tay trong xã hội lân chen này? Mày thi rớt ai mà giận? Đã thi rớt mà còn đi quan rượu chè. Ba buồn em là ba buồn chuyện đó đó. Tao làm cha mà, tao nói là nói một lời. Tao nuôi con cực khổ, không phải cũng lớn lên để nhờ cậy. Nhưng muốn cho nó làm nên, con hư tao buồn tao bực nào. Giết mày được tao cũng giết nữa. Thừa quá, tao biểu mày đi rồi mà. Trước khi đi, con có một đề nghị sao chót với ba là ba không nên đuổi dì hai. Ai nói với mày đó? Con đó ba. Con nói con đuổi mà được đồng ý của ba đó. À thì con nói cũng có phần phải của con. Nhưng phần của ba, ba có thấy phải không? Dù sao ba cũng hứa cưới dì hai rồi. Ai nói?
Ai nói xấu tao vậy? Tao như vậy mà đi cưới. Dạ, cặp táp của cậu đây cậu ba. Cảm ơn dì hai. Còn cô Xuân đâu? Dạ, con Xuân nó ở ngoài kia. Dì hai à, chừng nào dì đi? Dạ, tôi đi liền bây giờ. Chị hai, trước khi đi tôi tặng chị cái này. Thư từ gì của mày? Mày đưa cho tao coi làm chi nè. Thư của má em gửi cho em trước khi má từ trần trong bệnh viện. Chị hãy đọc đi, đọc cho lớn lên. Không phải để cho chị nghe, mà để cho lương tâm của chị nghe. Chị hai nghe cái thơ này. Con chào ba. Thơ gì mà nó làm dữ vậy? Đâu đọc coi. Tấn, con trai cưng của má. Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 1959. Hèn chi, bị cái con trai cưng đó mà nó giữ kỹ bức thơ, giống như là của gia bảo. Ba con và bác sĩ giấu má, nhưng má biết, má không còn sống bao lâu nữa. Má viết thư này để trói lại cho một mình con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín. Từ khi má chưa sinh ra con, đến nay con được 15 tuổi. Dữ không? Nó cất bức thư này hồi nó 15 tuổi. Nay nó để coi là 23 tuổi. 8 năm rồi. Chắc là bà chỉ chỗ chôn giấu vàng bạc của cải chứ gì. Vậy là bà này chết bà giấu vàng này. Trước hết, má khuyên con phải kính nể thương yêu chị hai con cho phải nghĩa trí tình, và con phải quý trọng bà vú như quý trọng má vậy. Vì bà vú là người biết trọng tín nghĩa, còn chị hai thì nhờ có nó ba mới làm nên được gia tài sự nghiệp đồ sộ như ngày nay, để cho con thừa hưởng. Đó, mày vậy đó mà cái thằng Tấn nó không hư sao được. Gia tài, sự nghiệp. Thôi đừng có đọc nữa, tao nghe tao ghét quá. Bà, để đọc hết mà. Má dặn con đối với bà vú và chị hai con như vậy là gì? Hồi đó ba má ăn ở với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói, thầy bói biểu sinh một đứa con nuôi thì má mới sanh đẻ và ba má làm ăn mới phát đạt. Thời mai có một người đàn bà bồng đến cho má một đứa con gái của bà ta. Thôi đừng đọc nữa con. Lúc gần chết má còn mê sảng, bà giết bậy rồi đó. Đâu đưa ba, tao đi. Bà, gần hết bức thơ rồi. Ba để cho con đọc tiếp mà. Má buộc người mẹ làm giấy cam đoan suốt đời, không nhìn con, và ngược lại, má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến lớn. Người mẹ đem cho con kia là dì hai ở vú. Còn còn đứa bé gái con nuôi của ba má là Thanh, chị hai của con đó. Từ đó công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. 2 năm sau má sinh ra con. Như vậy con và chị hai con tuy không phải chị em cùng chung huyết thống, nhưng con phải xem như chị ruột của con vậy. Con chỉ nên nói sự thật khi chị hai con thành gia thất. Còn bây giờ con phải giấu kín và nhớ làm theo lời trói trong thơ này cho vong linh của má
được ngậm cười nơi chính suối. Vĩnh biệt con cưng của má. Ba mà còn không nhìn tôi thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi với chị cũng như người dân nước lạ, không ăn thua gì. Chị hiểu câu nói của tôi không? Má! Không, không cô Hai à. Còn ba sợ tôi bị đuổi nên mạo thơ gạt cô Hai đó. Họ không phải đâu cô Hai à. Hai à, đừng giấu con nữa Hai à. Dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô càng mau thấm tình. Còn nghe nữa. Gì
cội nguồn không rực rỡ, cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ. Thì hạnh phúc tình duyên của con sẽ được nguyên lành. Không, ma, ma đừng đi, ma ở đây với con. Anh Hưng, bây giờ anh đã biết người đàn bà đi ở mướn này là ma ruột của em. Và đúng như lời báo tin hồi sáng này, là ba em có thể sẽ tục quyền với dì hai núi du này đây. Vậy nếu anh nhận thâu đó là điều sỉ nhục và làm tổn thương danh giá gia đình, thì anh cứ lặng lẽ ra về, dù em sẽ phải đau lòng vì mãi mãi xa anh. Em sẽ hàn gắn vết thương tâm bằng tình với hai bác đừng lo. Dù ba con có sĩ diện đến đâu thì
cũng không thể phủ nhận giá trị thiêng liêng trong tình mẫu tử và lòng hiếu thảo của một đứa con. Con xin phép về bển để thưa qua cho ba con rõ. Chuyện này con tin là ba con sẽ vui lòng cho con với em Thanh được tròn duyên nợ. Con đi nghe hai bác. Anh về nghe Thanh. Má, má ơi, còn ba ruột của con là ai vậy má? Là cái ông ca kỳ vàng ba túi hay đến tìm má con đó. Tại sao ba con lại bỏ rơi mẹ con mình vậy má? Không phải bỏ rơi đâu con à. Trước kia ba con gặp nạn phải dương dòng tù tội, chứ thật lòng ba con vẫn còn thương mẹ con mình lắm con à. Má, má ơi, vậy mình đi tìm ba nha má. Nhìn gia đình bà sum họp đi vui thì công lao của tôi suốt 20 năm qua cũng đủ đầy ý nghĩa. Ba, tấm lòng của ba thật là mênh mông độ lượng. Trong tim con, ba vẫn là người cha mà con yêu kính tôn thờ. Con sẽ thương yêu và phụng dưỡng ba cũng như là ba má của con cho đến ngày 100 tuổi. Ba cảm ơn con. Qua chuyện này ba thấy mình có lỗi với thằng Tấn. Ba đã không chịu hiểu cho nó. Nếu như bây giờ nó còn ở đây thì ba sẽ ôm nó vào vòng tay ba để mà thương yêu và dạy dỗ. Ông nói thiệt hả ông? Vậy cho hồi nào tới giờ tao hay giỡn lắm sao? Vậy thì ông ra ngoài cổng lẹ đi. Con thấy cái ông cà kỳ vàng ba túi chặn cậu ba lại khuyên nhủ nãy giờ. Ông lẹ đi ông. Má ơi, có ba con nữa kìa má. Ông, tôi xin ông hãy làm đúng theo như lời ông đã nói. Hãy để sự sum họp của hai gia đình chúng ta có đủ đầy ý nghĩa. Hãy giữ cậu Tấn lại đi ông mà. Không lẽ giờ phút này mà tôi để mất đi đứa con trai yêu quý của tôi nữa sao? Thôi mình đi nhanh cho kịp. Để con chạy trước báo tin nghe ông.